Chị gọi em xuống đây có việc gì không ạ? Thế không có việc gì thì không được gọi mày à? Đang làm gì đấy? Em đang thêu tranh ạ. Suốt ngày thêu tranh đan len. Này, mày ý, mày không còn việc gì khác để làm nữa à? Còn không bằng một cái đứa thực tập sinh ở công ty tham gia vào mấy cái dự án nữa. Mà mày cũng biết rồi đấy, bố mẹ đang muốn tao kết hôn với cả chủ tịch FVM. Dù sao thì cũng môn đăng hộ đối, sau này cũng có thể giúp ích được cho công việc kinh doanh đấy. Là Long ạ? Đúng rồi, là cái người mà mày thích ấy. À, đâu, không có, em không có thích. Thôi, không phải giả vờ giả vịt nữa. Chỉ vì ngày xưa nó cho mày một cái kẹo mà mày thích nó lâu đến như thế. Có tao ấy, tao cũng chẳng thích cái tính cách lạnh lùng như thế. Mà tao còn có người yêu rồi nữa. Nhưng mà chuyện này em nghĩ là bố mẹ sẽ tức giận đấy. Với cả gia đình nhà bên kia nữa. Bảo mày làm gì thì mày cứ làm đi, quan tâm làm gì. Dù sao ấy, cả hai bên gia đình cũng chỉ vì lợi ích cá nhân thôi. Quan tâm gì là tao hay là mày đâu. Mày chỉ cần ngoan ngoãn về đấy, lấy lòng nó, giúp cho công ty của gia đình mình thôi là được. Mày phải biết, hiện tại FVM đang đứng top 1 các doanh nghiệp trong nước đấy. Nhưng mà em lại không am hiểu gì về kinh doanh cả. Mày không am hiểu thì tao dạy cho mày. Việc của mày chỉ cần lấy chồng, thế thôi. Nhưng mà dù sao thì chị cũng chưa hỏi ý kiến của em trước, với cả ý kiến của Long nữa. Hôm nay mày lại giỏi nhờ. Từ khi nào mà ở trong cái nhà này mày lại có tiếng nói đấy. Nếu mà mày muốn người khác hỏi ý kiến của mày ý, thì ít ra mày cũng phải tài giỏi như tao trước đã. Còn Long ấy thì không phải lo. Dù sao thì anh ta cũng không mặn mà gì với cái cuộc hôn nhân này đâu. Tất cả là do bố mẹ sắp đặt hết thôi. Vâng, thế thì em xin phép về phòng đấy ạ. Tôi biết là mối quan hệ này khá gấp, thế cho nên là tôi cũng không muốn làm khó cô. Nhưng thời gian sắp tới tôi rất là bận, thế cho nên là cô yêu cầu gì cô có thể nói với tôi nhé. Tôi... chắc là anh cũng biết chuyện giữa tôi với My rồi đúng không? Không sao đâu. Thực ra ấy, là giữa cô và My tôi cũng đều chưa thân quen với ai quá cả, thế cho nên là không sao đâu. Chẳng qua là tôi cũng muốn chắc chắn là anh đã biết chuyện này rồi thôi. Tôi cũng không ngại vấn đề này đâu, nên cô không phải lo lắng. Vì thời gian không còn nhiều, thế cho nên tôi vào thẳng vấn đề luôn nhá. Thực sự thì bố mẹ tôi rất muốn tôi kết hôn, nhưng tôi thì chưa có đối tượng, nên tôi đành chấp nhận nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ. Cô có một tháng để suy nghĩ thêm, sau đó và tiến hành hôn lễ. Thực ra thì sau khi kết hôn ấy, cô có hai con đường để lựa chọn. Một là tôi sẽ bồi dưỡng tình cảm trong lúc đó luôn. Và hai là chúng ta sẽ tìm thời gian thích hợp để ly hôn. Tôi sẽ cố gắng phối hợp theo yêu cầu của cô, nên cần gì cô cứ nói nhé. Vậy thì anh lựa chọn một hay là hai? Đương nhiên là một rồi. Thật ngại quá, vì thực sự là tôi rất là bận rộn, thế cho nên tôi không muốn mình phí thời gian để cưới thêm lần hai đâu. Còn lựa chọn của tôi sẽ phụ thuộc vào thái độ của anh. Cái đó thì đương nhiên rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể trở thành một người chồng tốt. Mà sao này, nếu như cô không thích tôi thì cô cứ bảo tôi nhé. Mọi chuyện tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Bởi vì trong khoảng thời gian hôn nhân ấy, cũng không thể tìm người khác được. Vâng, tôi biết rồi. Này, em không định kết hôn với chủ tịch FVM mà để cho em gái mình làm điều đó. Đương nhiên, nếu mà bắt em chịu đựng cái vẻ mặt lạnh tanh với cả cái tính cách đấy một tuần thôi ấy, là em chết luôn đấy. Chỉ vì thế thôi á? Nhưng mà hắn ta đẹp trai, tài giỏi, lại còn giàu có nữa. Nhưng mà ở bên cạnh anh ấy, em vẫn thích hơn. Đúng là anh phải vui khi mà em yêu anh nhiều như thế chứ. Chứ còn gì nữa. Với lại là em đang muốn điều hành công ty tốt hơn, phải hơn được FVM. Tóm lại, em bắt Tường Sang gả cho Long là bởi vì nó dễ bảo.
nói gì nó nghe đấy. Hơn được SVM không phải là dễ đâu. Không hơn thực lực thì mình hơn thủ đoạn. Người yêu của anh ghê gớm thật đấy. Thế thì có làm sao đâu. Chỉ cần người chiến thắng là được. Còn bằng cách nào ấy, không quan trọng. Thôi, bỏ qua mấy cái chuyện đấy đi. Cuối tuần này em muốn đi du thuyền ra đảo để ngắm san hô. Được đấy. Em nên chọn bikini màu xanh hay là màu hồng nhỉ? Chọn mấy cái màu ấy làm cái gì? Càng ít vải càng tốt. Cái anh này. Vậy là hôm nay chúng ta đã xong thủ tục và thành vợ chồng rồi đấy. Vâng. Thế thì mai anh muốn ăn gì để tôi nấu? Tôi á? Mai anh muốn ăn gì để em nấu? Anh ăn gì cũng được, miễn là em nấu. Anh dễ nuôi như thế á? Đúng rồi, trong ngăn tủ ấy có thẻ đấy. Cái thẻ đó em có thể dùng và để sinh hoạt trong nhà. Anh tính là chuẩn bị cái gì đó cho em, nhưng anh không biết em thích gì cả. Vậy anh đưa cho em thẻ, em muốn thích gì thì em mua thôi. Xem ra là em lấy được chồng giàu rồi. Anh chẳng có gì ngoài tiền cả. À, mà đây cũng là lần đầu anh làm chồng. Có gì sai sót, em bỏ qua cho anh nhé. Thì đây cũng là lần đầu em làm vợ. Mà thôi, ngày hôm nay của chúng ta đã mệt lắm rồi. Đi ngủ nhá. Chị gọi em về nhà có việc gì không ạ? Thế nào? Đã quen với nếp sống bên đấy chưa? Rồi ạ. Cũng đúng. Lấy chồng cũng được 2-3 tháng rồi. Thế tình cảm có tiến triển gì không? Cũng có một chút ạ. Tao có việc cần mày làm đây. Có chuyện gì thế ạ? SVM đang có một dự án lớn. Sắp tới, tao muốn mày về thuyết phục nó. Để cho công ty của gia đình mình trở thành đối tác. Dự án lần này rất là lớn đấy. Mấy công ty khác cũng đang rục dịch chuẩn bị tranh giành rồi đấy. Nhưng mà em có biết chuyện gì về công ty đâu ạ. Làm sao mà em thuyết phục được cơ chứ? Thế mày là vợ nó, mày không biết dùng cách khác à? Tóm lại, mày phải để nó chọn công ty của nhà mình, hiểu chưa? Dạ, em biết rồi ạ. Nhưng mà em không hứa trước đâu, em sẽ cố gắng thôi. Biến về đi, đúng là cái đầu vô dụng. Em! Ôi! Anh về rồi đấy ạ? À? Ôi thôi! Chết rồi! Đậu cháy mất! Không sao! Mình vẫn còn đi món khác mà! Có sao đâu! Em xin lỗi nhá! Em! Sao em đang suy nghĩ gì trong thất thần thế? À... Không có gì đâu! Chẳng qua là mấy cái chuyện vặt vãnh ấy mà! Có thật không đấy? Anh nhìn bạn em, anh thấy nghiêm trọng lắm. Thật. Mà thôi, anh ra bà ăn cơm đi. Em chuẩn bị nốt rồi mình cùng ra ăn. Chắc là anh đi làm cả ngày, đói lắm rồi đúng không? Ừ. Từ trưa đến giờ, anh chưa ăn được gì vào bụng cả. Tại sao anh lại chưa ăn? Anh cũng chẳng biết nữa. Chắc là do quen ăn cơm em nấu rồi. Bây giờ ăn đồ ngoài hàng không nuốt nổi nữa. Mà cũng chẳng hiểu sao ngày xưa ăn suốt. Bây giờ bị em mua nhiều, thành hư rồi. Em xin lỗi anh nhá. Tại vì buổi trưa em có về nhà bố mẹ. Sau đó thì có xảy ra một chút chuyện. Anh hiểu lý do vì sao nhìn em lại thất thần như vậy rồi. Dạ. Có phải My nói với em ý, muốn công ty nhà của em hợp tác với công ty của anh đúng không? Tại sao anh lại biết ạ? Anh nói thật nhá.
Công ty của nhà em ấy bây giờ chưa đủ khả năng để đảm nhiệm dự án mới đâu. Công ty còn mới, với lại tất cả mọi chuyện không phải một mình em quyết là được. Ban quản trị công ty cùng quyết thì lúc đó mới được. Nhưng kết quả cuối cùng ấy lại là không phải công ty nhà em. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Như thế thì để em lựa lời rồi nói với chị My. Không cần đâu. Bây giờ ấy, có chuyện gì cần bàn em cứ bảo My gặp trực tiếp anh là được nhá. Có phải là anh cảm thấy em không giỏi trong việc kinh doanh đúng không? Tại sao em lại nói thế? Anh chỉ không muốn em khó xử thôi. Nếu mà bản thân của em giỏi hơn thì em đã có thể giúp đỡ được anh trong công việc rồi. Đối với anh ấy, em rất giỏi. Em giỏi nấu ăn này, đan len khéo, làm bánh giỏi, cắm hoa đẹp. Anh không muốn em vì chuyện công ty mà lại suy nghĩ về mình. Bản thân của anh ấy, anh chỉ cần một người vợ thôi, chứ anh không cần đồng nghiệp. Và anh cảm thấy khi ở với em ấy rất thoải mái. Thế cho nên em đừng suy nghĩ gì nhiều nhé. Con đấy chả được cái tích sự gì hết cả. Mà mẹ ấy, mẹ đã sinh ra con rồi sinh ra nó làm cái gì? Này, anh đang làm cái gì đấy? Nó là ai? Em bình tĩnh nghe giải thích đã. Giải thích cái gì? Tôi đã nhìn tận mắt anh đứng ôm nó như thế còn gì nữa. Đây là con mụ già hay kể với em đấy à? Cái gì? Mụ già? Ờ thì... Hóa ra là anh lấy tiền của tôi để đi nuôi nó chứ gì? Tôi tin tưởng anh như thế mà anh lại lừa dối tôi à? Bố khốn nạn! Cậu làm cái gì đấy à? Sao? Bao nhiêu tiền của tôi đưa cho anh, bây giờ tôi phải tát anh đủ 100 cái để đền bù lại chứ? Này! Cô nên nhìn lại bản thân mình đi. Cô tưởng cô là tổng giám đốc thì cô oai lắm à? Cô chẳng xem ai ra cái gì cả. Cô nên học hỏi em gái của mình đi. Xinh xắn, hiền dịu, nết na. Chứ như cái bản tính của cô ấy, sẽ không muốn ai yêu đâu. Dấu đều giả, đồ ăn bám. Sao cô lại trách tôi? Có trách thì phải trách cô ngu chứ. Chưa tay đi. Anh nghĩ là tôi thiếu một cái thằng trai bao như anh đấy à? À, là cô nói tôi là trai bao, cô tự nhận đấy nhá. Thế hóa ra, cô tệ đến mức không có nổi lấy một người để yêu. Thành ra cô mới phải bỏ tiền ra thuê một thằng trai bao như tôi để làm cho cô vui sướng. Được, chia tay thì chia tay, nhưng mà cô cứ chờ đấy, tôi vẫn còn một món quà nữa sẽ tặng cho cô. Anh biến đi, biến đi cho khuất mặt tôi. Không phải đuổi em này, mình đi thôi. Bây giờ em thích đi đánh gôn hay đi shopping à? Đi đánh gôn đi, tối đi shopping thì vui. Được, anh chờ em hết. Alo. Cái gì? Sao lại hủy hợp tác? Hợp đồng cũng ký cả rồi cơ mà. Họ chỉ nói là đã tìm được đối tác tốt hơn và đồng ý đền bù hợp đồng ạ. Mặc dù vậy vẫn nhất quyết không hợp tác với chúng ta. Điên thật chứ. Đền bù hợp đồng thì làm sao? Chúng ta vì ký kết hợp đồng với họ mà phải từ chối bao nhiêu công ty khác. Bây giờ phút chót lại hủy như thế này thì biết phải làm thế nào. Thưa giám đốc, các cổ đông lo lắng trước tình hình của công ty đã ra bán cổ phần rồi ạ. Cổ phiếu của chúng ta cũng giảm mạnh rồi. Thật rồi, tôi sẽ đến công ty ngay. Bây giờ chỉ có sự giúp đỡ từ SVM thì mới cứu được công ty thôi. Con nhỏ Tường San đấy chả giúp được gì cả. Nếu mình là người bên cạnh Long thì đã giải quyết được rồi. Tại sao lúc trước lại từ bỏ cuộc hôn nhân này mà chọn thằng Vanh Sở Khanh đấy chứ? Long là của mình, là mình nhường cho nó. Bây giờ mình lấy lại là điều hiển nhiên thôi. Chắc chắn nó sẽ không rời xa Long. Mình phải tìm cách thôi. Nếu là để bàn công chuyện thì chúng ta đã bàn xong rồi mà. Có cần thiết phải gọi tôi ra đây không? Không phải là chuyện công ty mà là chuyện gia đình. Dù sao thì tôi cũng là chị vợ, chả nhẽ không thể mời anh một bữa cơm sao? Nếu như là bữa cơm gia đình thì để tôi gọi Tường San đến. Thôi, không cần đâu. Tôi có chuyện riêng muốn nói với anh. Chắc là anh cũng đã biết, người ban đầu
mà kết hôn với anh ấy, đáng lẽ phải là tôi. Tôi biết chứ. Đó cũng chính là lý do cô bỏ tôi. Và cô cũng có người yêu rồi mà. Người yêu à? Tôi đã chia tay rồi. Và tôi cũng đã nghĩ rất kỹ. Tình yêu ấy, làm sao mà có ích bằng lợi nhuận được, có đúng không? Nếu như nói về câu chuyện này thì xin lỗi tôi không có thời gian. Bây giờ tôi phải về ăn cơm với vợ. Và tôi không muốn vợ mình đợi. Anh nghĩ sao về một cô gái vừa xinh đẹp lại còn có thể giúp anh trong công việc? Tôi nghĩ vẫn hơn là một người chỉ biết nấu cơm thôi chứ, có đúng không? Tôi không hiểu. À mà không, tôi không muốn hiểu những điều gì mà cô đang định ám chỉ. Tôi chỉ cần biết ý, bây giờ tôi là người có vợ. Và tất cả những cô gái khác có tốt đến mấy cũng chẳng liên quan đến tôi. Và điều thứ hai là công việc. Về công việc của tôi ý, tôi có thể tự đảm nhiệm được. Và tôi có thể dư sức khiến cho vợ của tôi không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền. Xem ra là Tường San tốt số đấy, được chồng yêu thương như thế còn gì nữa. Nhưng mà dù sao, vị trí đấy cũng là của tôi nhường cho Tường San. Nhưng cô đã từ bỏ nó, thế cho nên là cô không có tư cách gì để nhắc lại nó nữa đâu. Và cái thứ hôn nhân mà cô cho cô ấy chỉ là lợi ích thôi. Cô không muốn ở gần tôi bị bó buộc, thế cho nên là cô đẩy sang cho Tường San. Mà cô không biết là Tường San có muốn hay không. Tôi nói đúng chứ? Nhưng mà chẳng phải nhờ như thế thì nó mới được anh yêu thương hay sao? Tôi yêu cô ấy là bởi vì cô ấy cùng tôi bồi dưỡng tình cảm sau hôn nhân. Cho dù ngày đó có là cô ấy thì tôi nghĩ bây giờ chúng ta đang ra tòa rồi đấy. Chả nhẽ tôi lại tệ như thế à? Trước kia ấy thì tôi không chắc, nhưng bây giờ thì còn gì để bàn nữa không? Nó hơn tôi ở điểm gì? Hơn về mọi mặt. Bên cạnh cô ấy toàn sự giả tạo thôi. Và tôi biết một thương nhân thì cần sự khéo léo, nhưng mà tôi không thích. Ngay cả ở với chồng, cô vẫn tính toán là sao vậy? Ngay từ đầu ấy, cuộc hôn nhân này mục đích cũng là vì lợi ích thôi. Đấy là do nó ngu, nó không biết tận dụng mà thôi. Đấy là khi hợp tác thì đôi bên cũng có lợi, đó là nguyên tắc chung rồi. Còn cô yêu cầu hợp tác với công ty của tôi, trong khi bên của cô đáp ứng không đủ yêu cầu với công ty tôi, làm sao mà tôi có thể đồng ý được đây? Còn nữa này, sau này cô muốn gì thì cô đến tìm gặp tôi. Đừng tìm đến Tường San vợ tôi nữa. Mới có vài tháng ngắn ngủ thôi mà anh đã yêu nó như thế rồi à? Liệu sẽ được bao lâu? Rồi anh cũng sẽ chán ghét cái kiểu nhạt nhẽo của nó thôi. Cô lấy tư cách gì mà dám khẳng định thay tôi vậy? Tốt nhất từ nay về sau ấy, đừng tìm tôi nữa. Tôi không muốn ngồi đây nghe một người chê bai vợ mình và cuộc hôn nhân của chính mình. Chào cô. Cô nghĩ sao về lời đề nghị của tôi? Đến tuy dễ nhưng nếu xong chuyện tôi bị đuổi việc là chắc chắn. Tôi đảm bảo sẽ cho cô một công việc ở công ty của tôi. Tôi nghĩ cô nên lo lắng cho nó nhiều hơn đi. Nó sắp không chủ nổi rồi. Công việc thì không cần đâu, nhưng mà phải nâng giá lên. Gấp đôi? Gấp năm. Quá nhiều. Suy nghĩ kỹ đi. Người phụ nữ có thể tiếp cận được lòng ngoài vợ anh ta chỉ có tôi là thứ ký thôi. Được. Tôi sẽ gửi lịch chủ tịch gặp đối tác ở đâu, sẽ tạo nhiều cử chỉ thân mật. Còn chụp thế nào là người cô phải làm rồi. Được, càng thân mật thì càng tốt. Này, anh làm chồng kiểu gì mà bác bầu bí 2 tháng rồi mà không biết hả? Lại còn để cô ấy xúc động khiến thai động mạnh nữa. Dạ, em xin lỗi bác sĩ. Bây giờ vợ em đã an toàn chưa hả bác sĩ? Hiện tại đã ổn định rồi. Lần sau cậu nhớ để ý vào, hiểu chưa? Dạ, vâng, vâng. Thôi, tôi về đây. Em nghe bác sĩ nói rồi đây. Bây giờ em đừng khóc nữa, nghe chưa? Ok. Anh im đi. Bây giờ anh nói cho tôi biết làm thế nào để mà tôi có thể tin anh được nữa. Anh giải thích đi. Những tấm ảnh mà anh đã chụp cùng với cô thư ký của anh ấy, mọi chuyện là như nào? Đó là toàn là những lúc anh đi gặp đối tác thôi. Anh nói nghe hay nhỉ? Gặp đối tác, thế mà tôi nhìn thấy là hai người đang ôm nhau đấy. Môi của cô ta ấy còn chạm vào má của anh nữa. Anh bảo tôi thấy những tấm hình như thế rồi, làm sao tôi tin anh được đây? Đó là do cô ấy bị chặt chân, anh đỡ cô ấy thôi.
Còn về tấm hình ấy, đó là do góc chụp. Anh nói nghe hay nhỉ. Anh bị làm sao đấy? Anh nghĩ là tôi mua mà tôi tin. Vậy ai gửi cho em tấm ảnh đấy? Là chị My. My gửi cho em mà em cũng tin à? Tôi không tin My, nhưng mà tôi tin vào những bức ảnh mà tôi thấy. Được chưa? Những cái bức ảnh đấy chính là bằng chứng rõ ràng chứng minh những gì mà anh đã làm đấy. Vậy thì anh sẽ chứng minh. Em yên tâm đi, anh chẳng làm gì sai cả. Còn bây giờ em nghỉ ngơi đi. Anh còn đang suy nghĩ về những tấm hình đấy à? Anh tìm tôi làm gì? Tôi có một số thứ đối với tôi đến bây giờ thì vô giá trị, nhưng với anh thì rất có giá trị đấy. Sao anh có được nó? Chỉ cần khôn khéo một chút là sẽ có thôi. Cái này là do tôi đột nhập vào điện thoại của My. Anh muốn bao nhiêu? Riêng cái này thì tôi lấy 500 triệu. Giá rẻ nhất. Vậy là anh vẫn còn nữa? Tôi vẫn còn thông tin về việc biển thủ quỹ và xây dựng công ty trái phép của My. Tuyệt đấy. Anh muốn bao nhiêu nữa đây? 1,5 tỷ. Không thể rẻ hơn. 1,5 tỷ mà rẻ. Tôi cho anh lên 2 tỷ. Từ càng nhanh càng tốt tôi. Thế anh quá thoải mái chuyện tiền nong. Tôi sẽ khuyến mãi với anh thêm một thứ nữa. À thôi, không cần đâu. Bấy nhiêu đấy là đủ rồi. Một con người chính trực như anh, chắc là những cái đoạn clip này anh cũng không thích. Thôi được rồi, tôi sẽ giữ lại. Khi nào thiếu tiền thì tôi đến gặp công ty sau. Tôi sẽ chuyển số tài khoản của tôi cho anh. Chúng ta làm việc nhé. Chị ngồi tạm ở đấy nhá, em hơi mệt, em phải dựa đã. Sao? Biết sự thật rồi cho nên không có tí sức sống nào nữa à? Ta đã bảo với mày ngay từ đầu rồi còn gì nữa. Đấy là tại mày ý, mày cứ cố chấp thôi. Nếu mà chị không nói được cái gì hay ho ấy, thì chị về nhà đi, em mệt lắm. Hôm nay lại mạnh mồm nhờ. Thế nào? Có ly hôn không? Tốt nhất ý là ly hôn đi. Dù sao thì gia đình vẫn hơn chứ. Gia đình á? Chứ còn gì nữa, mày đáng lẽ ra mày phải giúp tao, giúp công ty của gia đình mới đúng chứ. Dù sao đấy cũng là một phần tài sản thừa kế của mày cơ mà. Chị này, chị nghĩ là tôi không biết bố mẹ đã để lại tất cả mọi thứ cho chị rồi à? Từ nhỏ đến lớn, cái gì chị cũng được có, chị thích gì cũng được mua. Còn tôi thì sao? Bố mẹ chưa bao giờ xem tôi là một đứa con thật cả. Kể cả gặp bạn bè của bố mẹ đi chăng nữa, bố mẹ cũng chỉ có dẫn một mình chị ra, đâu có xem tôi là cái gì đâu. Lúc nào tôi cũng bị so sánh, bị bảo là vô dụng, không xứng đáng. Hóa ra là mày nghi hận cái chuyện mà bố mẹ Long sang nhà nhưng mà không gọi mày ra tiếp khách đấy à? Mà cũng phải thôi, bố mẹ còn khoe được tao. Khoe là tao đứng nhất trường như thế nào, khoe là học giỏi văn toán Anh như thế nào. Còn mày thì sao? Gọi mày ra ấy để hát cho nghe một bài đấy à? À mà dù sao thì Long ấy, nó cũng gặp mày ở sau vườn hoa rồi tặng cho 2-3 viên kẹo còn gì. Thế mà thích nó từ nhỏ đến tận lớn. Tình yêu của mày ấy, nó chỉ bằng mấy cái viên kẹo đấy thôi à?
chả có gì giá trị nào cả. Đấy là chuyện của tôi, chẳng qua là đơn giản là tôi làm những việc mà tôi thích. Dù sao thì tôi vẫn là con của bố mẹ, tôi vẫn cần được tôn trọng cơ chứ. Đấy là do mày kém cỏi thôi, mày còn trách ai được nữa. Kém cỏi á? Tôi đang làm những việc mà tôi thích, chẳng nhẽ là cái việc cắm hoa hay là đan len, những việc đấy nó không phải là công việc kinh doanh thì sẽ không được cái xem trọng mà. Với cả tôi giỏi những gì mà tôi giỏi ấy, đâu nghĩa là tôi vô dụng đâu. Những việc khác tôi không làm được, nhưng mà có những việc tôi vẫn làm được cơ mà. Thì sao? Mày tự hào như thế, liệu là chồng mày nó có thích mày thật lòng hay không? Cuối cùng ấy, nó cũng vẫn đi theo cái cô thư ký xinh đẹp bên cạnh nó hàng ngày đấy thôi. Sao? Tao nói đúng quá rồi chứ gì? Không! Vợ của tôi đang mang thai đấy. Nếu như cô làm gì cho cô ấy kích động ấy, đừng trách tôi ra tay đấy. Tôi thấy người làm cho nó nằm như thế này ấy, phải là cậu mới đúng chứ. Đừng diễn nữa My à. Trước khi nói gì thì nghe cái này đi đã. Suy nghĩ kỹ đi. Người phụ nữ có thể tiếp cận được Long ngoài vợ anh ta chỉ có tôi là thư ký thôi. Được. Tôi sẽ gửi lịch trực tình gặp đối tác ở đâu, sẽ tạo nhiều cử chỉ thân mật. Còn chụp thế nào là người cô phải làm rồi. Sao? Cô có nói gì nữa không? Người mà cô hợp tác cùng ấy đã bị tôi sa thải rồi. Và chắc chắn cô ta sẽ không bao giờ có cơ hội bước chân về công ty nữa đâu. Còn cô ấy, tôi có thể để cho công ty của cô phá sản bất cứ lúc nào. Bằng tình hình hiện tại ấy, thì mọi thứ quá dễ dàng đấy. Tại sao cô lại có nó? Đấy là chuyện của tôi. Cậu cứ chờ đấy. Tôi chẳng biết bản thân mình phải chờ điều gì nữa. My ạ, cô đã hoàn toàn thua rồi. Tốt nhất ấy, hãy nhận tội đi. Và đừng đến đây nữa. Tôi vẫn sẽ còn đến nữa đấy. Tôi không biết là cô có đến được nổi hay không nữa. Toàn bộ bằng chứng ấy, tôi đã giao nộp hết cho cảnh sát rồi. Cô chuẩn bị tinh thần mà hầu tòa đi. Như em nghe rồi đấy. Trong câu chuyện đó ấy, anh hoàn toàn không liên quan. Và anh là người bị hại. Em xin lỗi anh. Em đã không tin tưởng anh. Xin lỗi anh nhiều lắm. Không sao đâu. Anh cũng hiểu là đôi khi em không tin tưởng vào chuyện tình cảm của bọn mình. Nhưng từ bây giờ, anh hứa là sẽ không để xảy ra chuyện đấy nữa. Và My sẽ không đến làm phiền hai vợ chồng mình nữa đâu. Không phải. Lần này là do bản thân của em nông nổi. Đáng nhẽ ra em phải tin những gì mà anh nói. Anh đã bảo là không sao cơ mà. Mà này, thích anh từ bao giờ đấy? Hả? Anh nghe hết cả rồi. Thích anh vì mấy viên kẹo cũng lâu nhỉ. Em nói cho anh nghe đi xem nào. Thì anh cũng biết rồi đấy. Từ nhỏ, lúc mà em vẫn đang còn ở với gia đình mình, bố mẹ chẳng bao giờ xem trọng em cả. Lúc nào em cũng bị xếp ở xó. Ví dụ như là có chuyện gì đi chăng nữa ấy, thì chị My cũng được chiều hơn. Chị My muốn gì cũng được mua. Còn em thì không như thế. Chị My lúc nào cũng được mấy đứa trẻ xung quanh hâm mộ, ngưỡng mộ rồi đi theo. Ví dụ như là hôm mà bố mẹ anh sang nhà bố mẹ em chơi, bố mẹ của em đã không cho em ra ngoài, chỉ để cho chị My tiếp khách thôi. Rồi chẳng hiểu thế nào anh lại chạy đến đưa cho em mấy viên kẹo. Anh biết không, lúc đấy em làm gì có bạn bè nào đâu, nên là anh là người đầu tiên đã tặng em mấy viên kẹo đấy đấy. Anh nói cho em biết đi, tại sao lúc đấy anh lại cho em mấy viên kẹo? Thì lúc đấy anh thấy em ngồi một mình cặm cụi cắm hoa, thế là anh ra tặng thôi. Trời ạ, vậy là do một mình em đã tự đa tình nhiều năm qua. Đâu có, ai nói là anh không thích em đâu. Thôi đi, anh đừng có mà điêu. Anh nói thật mà, em tưởng mấy lần em nhìn anh ở trường mà anh không biết đấy à? Ồ, như vậy là lúc nào em cũng bị phát hiện à? Hồi còn ở trường ấy,
Nhiều lần anh cũng muốn ra bắt chuyện với em. Và cho đến khi anh biết người mà mẹ anh sắp xếp để cưới đấy chính là My. Nếu không ấy, em nghĩ anh chấp nhận quen với một người mà anh không hề quen từ trước à? Vậy xem ra là anh cũng có thích em. Như thế tại sao lúc đầu anh lạnh lùng với em thế? Còn bảo là nếu mà không hợp thì sẽ ly hôn nữa. Thực ra ấy, là anh không muốn em phải chịu đựng cái tính cách lạnh lùng của anh. Nên là anh mới nói trước cho em như vậy thôi. Vậy là anh cũng thích em đúng không? Không phải thích, mà là yêu. Em đã yên tâm hơn chưa? Từ bây giờ anh sẽ chăm sóc cho em, anh không để em lo lắng nữa đâu. Em biết rồi. Thôi, hôm nay anh sẽ thay em vào bếp. Rồi em cứ nghỉ ngơi đi nhé.